Hèn ra mày cũng biết đánh cờ đó chứ. Em mới thi tốt như vậy. Anh nói vậy là có ý gì? Chính mày đã đẩy Khánh Băng tới chỗ chết để mày được vui vẻ với những đứa con gái khác, không phải sao? Nói vậy anh biết tại sao Khánh Băng chết đúng không? Nó chết là vì mày. Mày đã để nó biết quá nhiều chuyện của tao và mẹ tao, nên nó phải vĩnh viễn im lặng. Là mày, là mày và mẹ mày đã giết chết Khánh Băng hả? Tao sẽ giết mày. Làm được chưa anh hai? Khi tìm được rồi, anh nhớ gửi định vị cho anh Duy nha. Em chờ một chút đi, anh đang cố đây. Nào, cẩn thận. Cẩn thận. Coi chừng đó. Em có sao không? Không sao. Anh hai. Con người. Chị Thanh Vân, Mỹ Ngọc, anh Khởi, ở đây, em ở đây nè. Anh Khởi, Mỹ Ngọc, chị Thanh Vân. Lên đây. Coi chừng đó. Mỹ Ngọc, Thanh Vân. Anh hai tới rồi kìa anh Khởi. Anh hai tới rồi nè, anh Khởi tỉnh dậy đi. Đăng Duy, cảm ơn trời Phật.
mọi người đã không sao rồi. Anh Đăng Duy, đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ái đã vụt bay.